Rồi, hello mọi người, mình là Duy. Thì đây là cái clip của đầu năm 2024. Thì Duy cũng chúc anh em một năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe nha. Thì hôm nay thì đầu năm thì Duy có một cái clip cũng ok mọi người, rất là đặc biệt, là có hai con xe Hibernated Bike của thời điểm bây giờ. Đó là con Street Fighter V4S và cái con Superduck 1290R Evo. Đó. Thì đây là hai con xe phải nói là đẳng cấp của hãng luôn mọi người, top hãng nha mọi người. Con này là mình nói về nó hiện tại là nói về giá trị đi, thì cái con xe này hiện tại nó nằm đâu đó khoảng 985 triệu là lăn bánh tại Sài Gòn. Ghê chưa, chỉ còn 15 triệu nó thôi đã 1 tỷ đồng rồi mọi người. Con xe với một con xe hai bánh Naked Bike, ghê chưa. Còn con bên đây thì đây là con Street Fighter V4S. Nếu mà con xe Street Fighter V4S hiện tại ở hãng thì nó đâu đó lăn bánh là khoảng 890 triệu mọi người, là cái con Street Fighter V4S ha, ghê chưa. Thì so với hai con xe này thì thật sự nó giá nó cũng xem nhau. Con xe này thì tính ra thì nó nhỉnh hơn một chút so với là con Street Fighter V4S. Và hôm nay Duy cũng rất là may mắn khi mà được con Street Fighter này là Duy mượn mọi người, mượn của một ông anh. Và hôm nay Duy cũng có mời ông anh đó đến đây để trao đổi về cái khi mà anh chơi con xe này, con Street Fighter này, cái trải nghiệm của anh như thế nào, thì để mời ông anh nói cho mọi người nghe ha, để mình có một cái là trải nghiệm, một cái trải nghiệm nó khách quan hơn. Ngoài Duy thì có anh ấy cũng đã chơi xe cũng rất là nhiều, thì anh khi mà anh chọn được con xe này thì xem coi anh có những cái trải nghiệm con xe này nó như thế nào ha. Rồi ok, thì bắt đầu Duy mời ông anh là anh Bảo mọi người. Anh Bảo thì cũng là khách hàng của Duy, rất là thân thiết. Và khi mà Duy alo anh Bảo ơi, hôm nay em có làm một cái clip nói về con Street Fighter V4S, thì xin anh Bảo mượn xe. Thì anh rất là ok mọi người, anh nói ok Duy, anh sẽ qua. Và Duy cũng có xin phép, anh nói thôi vậy anh qua đây hai anh em mình ngồi trao đổi về con xe luôn. Anh nói ok luôn. Rồi ok anh Bảo. À. Hello Duy. Hello anh Bảo đó. Đây là anh chào Bảo em đi đâu ô tô nha. Rồi thì anh Bảo là chủ xe con Street Fighter V4S. Thì hồi trước á, trước giờ thì anh chơi bao nhiêu xe anh Bảo? Anh thì cũng thuộc dạng là đam mê cũng bất tận á, chơi từ mà R6. Ừ. Ngủ ngoan á là tới đời này là chắc cũng phải mười mấy con xe rồi. Dạ mười mấy con. Mười mấy con rồi. Ủa vậy là anh chơi hồi năm mấy tới giờ? Anh chơi hồi 2009 tới giờ. 2009 2010 là tính ra là thời kỳ đầu rồi. Đúng rồi, chơi thời kỳ đầu. Khúc đó thời là... kỳ đó là phải vô đội mới được có bằng mà. À, vậy hả? Ừ. Vậy là hồi đó anh có bằng hồi lúc đó luôn. Có bằng lúc đó tới giờ luôn. Trời ơi. Thời kỳ đầu mọi người ơi, còn Duy á là hồi 2009 thì lúc đó là còn sinh viên mọi người, mới lên Sài Gòn chưa biết mô tô là gì, và công nhận ảnh là một trong gọi là tiền bối. Thì anh Bảo cho em hỏi, khi mà anh chạy cũng mười mấy con xe đúng không? Đúng rồi. Cái con xe mà trước khi đổi con này là anh đi con xe gì? Anh đi con cá sport. Cá mập. Cá mập. Cá mập. Thì khi mà anh từ con cá mập mà đổi qua con Street Fighter V4S này, thì mà tại sao là anh chọn cái con Street Fighter này anh nói? Thật ra thì anh chơi sport cũng nhiều. Rồi cũng không có thời gian đi. Đi mấy con sport trong Sài Gòn thì nó cũng hơi khó chịu á. Cũng mỗi lần đúng không? Đúng rồi, cho nên là lúc trước á thì anh nghĩ là mấy con nắc thì anh không thích, tại vì nó yếu quá. Thì lúc này mới thấy là bắt đầu để ý tới con này. Thì thấy là nó mã nó cũng xem con cá mập, cho nên là mới coi rồi lấy con về trải nghiệm. Ủa con này nó bao nhiêu mã anh? Con này là xuất xưởng là 208 mã. 208 mã. Là nó hơn con cá chút xíu á. Quá đẳng cấp. Mà con xe này á, khi mà anh chạy lên nó, cái cảm giác lái nó có mạnh hơn cá không? Nó bốc hơn cá nhiều không? Thật ra mà nói á, thì đu á
là nó thiên về phấn khích mà, nên là cái ga đầu nó rất là mạnh. Đó, thật sự là rất là mạnh. Tại anh chạy quen con cá rồi mà anh chạy con này thì lúc đầu anh cũng thấy nó hơi bỡ ngỡ một chút. Là nó thóc. Đúng rồi, nó thóc là nó rất là lanh, nó cực kỳ lanh luôn. Cực kỳ lanh luôn hả? Thì em nghe nói là cái dòng đu á thì nó hơi nóng. Đúng không rồi. Biết con xe này nó có, theo anh thì nó có nóng không? Đặc biệt là con này nó không nóng lắm nha Duy. À, không nóng hả? Nóng. À dạ. Con này cái nước nó lớn, với lại là cái bô nó đặt ở dưới. À, đặt ở dưới. Còn nếu mà ví dụ mà cái bô đặt trên đây chắc nóng hơn ha. Chắc hơi nóng á. Thì nó phát ra cái đùi chắc cũng nói chung là anh em nào mà chơi đu á mà nói mà cái thời mà là ráng trứng á, là chiên trứng á là nó cũng bắt đầu là nó qua rồi, bắt đầu ra những con V4 rồi thì mấy con này thì nó cũng đã, cái độ nóng nó cải thiện nhiều. À, ủa hồi xưa trước hồi xưa là anh có chơi dòng đu chưa? Anh chơi 959 959 ơi. Là nóng quá chịu không nổi là mới lên mới là con cá là cái con gần đây sau cùng nhất. Rồi xong rồi tới con Street Fighter này. Đúng rồi. Thì con này á, ngoài cái việc là đỡ nóng hơn thì nó có cái ưu điểm gì để cho anh thích hơn đó không? Quá đẹp gì? Quá đẹp. Thiết kế quá đẹp. Thiết kế quá đẹp nha mọi mình người. Mình là mình mê mẩn cái thiết kế của con này, mình rất là mê thiết kế con này. À. Đó. Thật sự là đu thì nó thiết kế quá đỉnh mọi người. Từ con xe mà CC thấp, CC cao rồi những con sport bike, dòng not bike từ cái đời cũ đến đời mới tới bây giờ thì nó cũng thuộc dạng là đỉnh. Đúng rồi, cái con 959 bây giờ nó vẫn đẹp mà Duy. Anh thấy nó vẫn là mỗi con gì đó nó rất là đẹp theo thời gian luôn á. Đúng rồi. Con đó hình như nó ra chắc cũng cỡ gần cái chục năm. Cả chục năm rồi, cả chục năm rồi. Năm mình nhìn vẫn nó cũng thì đó, 899 là 2023 24 là hơn chục năm rồi. Dạ. Mà cái mẫu đó là con 1199 thì lúc đó em nghĩ là hình như 2010, 2011 là có mẫu rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 2010, 2011 là có mẫu rồi. Là có mẫu 1199 rồi. Đúng rồi, là mê lắm, mê nó lắm. Mời bạn bè cho mượn chạy thử. À. Xong rồi cũng mua con 1998S. Dạ. Tính ra là cũng là fan đu nha mọi người. Fan đu. Cái nóng quá, thực sự là nóng quá chạy không nổi. Tại vì anh thì anh không có đi tour với anh em nhiều. Mà đu chạy thành phố thì nó hơi nóng thiệt. À. Thì mà nếu mà đi đường xa cái tọt của nó chạy chắc cũng sướng luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đường xa thì ok anh em. Anh em nào mà đi tour á mà đi dạng như là 5-6 chiếc hay là dưới 10 á mà đi mấy con đu này thì nó phấn khích lắm, nó cực kỳ. À ok. Còn cái thế ngồi của con xe này anh cảm thấy nó ngồi nó thoải mái không ạ? Tại vì anh không biết mấy bạn thấp hơn sao, nhưng mà anh thì được 1m8 cho nên là ngồi cũng khá là thoải mái. À, thoải mái, còn nó có hơi tròn hay là thẳng luôn anh? Cũng không chồm lắm đâu Duy. Dạ hả? Ừ. Alo, anh lên ngồi cho em thử coi. À ha. Rồi ok. À, mọi cũng người thấy không? Đây, cái không có chồm. Nó cũng hơi đổ người nhẹ. Đúng rồi, nó hơi đổ nhẹ xíu. À ok. Nhưng mà chạy ở cũng thoải mái đâu. Đúng rồi. Cũng nói chung là anh trải nghiệm cũng được thời gian thì thấy nó cũng rất là ok. Chạy thành phố rồi này nọ thì cũng ok. Dạ. Còn cái lạng lách rồi nó cũng nhẹ không anh? Ừ, con này thì cực kỳ ngon trong vấn đề luồng lách. Ha, ok mọi người. Nói chung 200 mã lực, 207 mã lực. Mà con xe này bao nhiêu ký à? Con này là trọng lượng là 178. Cái nhẹ này. Siêu nhẹ siêu luôn. Siêu nhẹ luôn. Mà nó được thừa hưởng nguyên một cái máy của thằng Benny lên 4m. Trời ơi. Gần như là nó không có chỉnh sửa gì nhiều hết. À. Còn cái dàn cuộc của con xe này anh chạy vô mấy cái ổ gà này nọ nó có êm không anh? Ô lìn thì không gì tới bàn anh em. Anh thì fan của Olin cho nên là nó cũng không có gì phải bàn rồi. Quá đã luôn đó. Quá sướng. Tại vì con này là bản S mọi người. Bản S là bản cao cấp của dòng Ducati. Nên là được trang bị thật sự con này là toàn Olin trước sau. Olin trước sau. Thắng thì đắng Rambo. Rambo, để Rambo. Để Rambo. Nói chung là đồ performance hết, đồ xịn, đồ chơi hết mọi người. Nên là nói về con xe thì không có chỗ nào không chạy. Mà thực ra mình nói giá trị nó xíu, tại vì thật ra là nếu mình mua Z con 1000 đi thì mình bên cặp phục trước cặp phục sau rồi đĩa điếc này nọ phải nó cũng nó cũng lên nhiêu đó tiền rồi đó. Thì cộng vô thì nó cũng... thì nó cũng ra cái số tiền đúng đó, rồi nó cũng xem số tiền đó rồi anh em, cho nên là nếu mà mình đã có đủ điều kiện mình chơi thì mình chơi luôn con này, tại vì đu anh em chỉ ngán cái chỗ là nó quá nóng thôi chứ nó mà như con này thì anh nghĩ là sẽ tương lai con này rất là có tương lai. Nó tương lai là được anh em chuộng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mà em nói thiệt bây giờ nó cũng chuộng đó. Riêng về cái dòng Street Fighter này
em về là em bán. Nói thiệt mọi người, con này nó đẹp, và khi mà Duy mà mua được cái con Street Fighter về là nó cũng không nằm ở bên shop bao lâu mọi người, chỉ vài ngày là Duy đã bán rồi. Rồi ok, bây giờ cho em xin phép đề con xe này cái nha. À mà quên nữa, trước khi là con xe này là anh đang đi cái bô là em thấy là tẹt mi hả? À, con này là tẹt mi titanium. Titanium hả? À. Con này thì nghe nói là nghe hãng thôi nha, lắp bộ này vô thì tăng được 8 mã. Đây là 207 là thành 208, 216. Ôi trời. Bởi vì là sao lực mọi người. Trời nó rất là lanh. À. Là khi mà anh mua cái bô này á là anh có cần map lại không anh? Có. Nó có một cái bộ map đi kèm luôn. Là con cái này, bô này khi mua về là nó có bộ map đi kèm. Đúng rồi, một bộ map racing. Thì nó có hai chế độ Racing Pro, Racing Evo. Thì mình chỉnh qua cái chế độ đó bắt đầu nó mới full cái mã lực đúng không anh? Hay là mà cứ gắn lên là không, mình gắn vô mình chạy là nó đã khác không? Ừ đúng rồi, nó đã chứ không, rồi. Không cần là lên cái mod mod này mod kia đúng không? Đúng rồi. À ok. Rồi để nổ máy cho mọi người nghe thử cái tiếng máy của cái bô Tecmi Noni Titanium. Khi mà gắn cái bô này vô á thì nó sẽ tăng lên khoảng 8 mã lực. Đúng rồi, tầm đó. Còn cho em hỏi luôn là cái bô này nó giá bao nhiêu tiền anh? À, khoảng 80. Ôi trời ơi. Nói chung á mọi người, anh em mà khi mà đã xác định chơi đu và những cái dòng cao cấp thì anh em cũng phải là đồ chơi của con xe chắc chắn nó sẽ khá là đắt theo con xe nha mọi người. Cái bô thôi là cũng đã 80 triệu. Chỉ lấy con thôi mọi người. Rồi ok, để đề máy cho anh em nghe thử cái tiếng máy ha. Tiếng này em nghe cảm giác nó ấm. Đúng rồi. Nó ấm nó chứ nó không có là. Anh thì thuộc team không thích la cho nên là đúng rồi. Cái con trước gái con gái của Duy anh cũng ghi lon dài. Đúng rồi, AK lon dài mà có màu HB4 đúng không mọi người? Rất là êm luôn. Thì Duy cũng là trong team của anh Bảo, thích êm thôi chứ không có thích la làng la xóm. Rồi, ok, ngoài cái để em coi có cái gì để em hỏi. Ừ anh ơi, cho em hỏi là khi mà anh con xe này quên con xe này người ngồi sau thì anh chưa có chở chị lần nào hả? Chở rồi. Thì chị khi mà ngồi sau á chị là thấy cảm giác nó có thoải mái không? Ngồi sau thì nó khá là thoải mái, tại vì trước giờ anh chỉ chạy chở chị đi sport thôi. Đấy, chị... nên là đi qua con nắc thì bả rất là thích. Mà anh chạy thì nó cũng dễ không? Ngồi cũng dễ, rất là dễ, không có đè. Tại vì cái này nó không có quá chuối gì. Cho nên là khi mà người ngồi sau người ta có thể dịnh đây hoặc người ta dịnh nhẹ cái đây cũng được. Thì nói chung là cái người ngồi sau ngồi cũng rất là thoải mái và người lái cũng thoải mái luôn. Đúng rồi. Tại vì nát mà, nát thì nó thiên về sự thoải mái nhiều hơn là sport. Mà một con nát mà nó có cái bộ máy của sport nữa thì mình không có gì để chê rồi. Ủa lại tính ra là con xe này á là cái máy của con V4S luôn, Banigale luôn. Đúng rồi, máy Banigale luôn. Cái mã lực thì nó bằng luôn hay là nó thấp hơn anh? Anh cũng nghiên cứu sơ sơ á là hai con là gần như xem nhau. Tại vì nó bê nguyên cái máy của con Banigale qua luôn. Bởi vì nó mạnh, nó khủng khiếp thiệt. Đúng rồi. Nếu mà nói về cái con xe mà nách kịch bay mà mạnh nhất bây giờ chắc có thể là nó thôi chứ đâu chắc có ai. Là... cái mã lực cao hơn đúng không? Đúng rồi. Chưa nghiên cứu ra được con nào cao hơn. Nếu mà cao hơn cũng không đỡ đâu, tại vì con này thiết kế đẹp quá vậy. Đi sướng, chạy mát, rồi kiểu dáng hầm hố, rồi ngồi cũng thoải mái. À con này ít hao xăng nha. Một lít chạy được bao nhiêu cây? Một lít là nếu mà chạy trong thành phố là chạy được khoảng 12 cây. Ok. Còn nếu mà có đường trường chắc khoảng 15, 16 cây. Đường trường là được ở 19, 20 á. Wow, ghê chưa mọi người. Tính ra nó cũng với cái động cơ là 1001cc. Đúng rồi. Mà nó tiết kiệm, tính ra cũng tiết kiệm. Đúng rồi. Hơi bất ngờ về cái vụ ăn xăng của nó. Tại vì anh cũng nghĩ là trong thành phố là khoảng 8-9 cây rồi, ra đường trường khoảng chừng 13-14 cây thôi. Dạ. Mà bữa anh đo thì thật sự là vậy. Con xe mình là đời 2021-2022 đúng không anh? Đúng rồi. Thì thật sự thì tới cái thiết kế của Street Fighter V4F thì nó quá là đẹp. À anh, thì cho em hỏi ngoài cái việc hiện tại là mình đang khen con xe thôi.
thì anh thấy có chỗ điểm, cái khuyết điểm nào, cái chỗ nào mà con xe anh không vừa ý, anh không thích gì đó em? Đâu cái này thì để cái coi khuyết coi. Điểm của nó khuyết điểm thì thật ra là bây giờ mình cũng chưa biết chê nó cái gì nữa. Vậy hả? Thật sự luôn á, chưa biết có gì để chê luôn á. Trời ơi, trời ơi. Đâu gì kiếm chỗ gì chê giùm anh thử rồi chứ anh thua, anh không biết chê nó chỗ nào luôn á. Em á hả? Ừ thì nếu mà thật sự em chê là em chỉ chê là nói về dòng đu thì nó hơi nóng đó, nó chỉ là cái việc nóng, nhưng mà cái con này nó không nóng, cái con này thì lại không nóng thì... không nóng, không biết gì để chê, không có gì để chê luôn. Ừ, không có gì để chê luôn. À, hồi nãy em có chỗ để em chê nha. Thì hồi nãy là gì có chạy con xe của anh Bảo thì cái sên nó dùng mọi người chạy mà cứ chạy lên cái thòng ga thì nó kêu cạch 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 làm nó không đạt rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này tính qua nhờ Duy tăng sên lên dùm luôn á. Trời, ok. Vậy là chưa có điểm nào mà anh chê luôn đúng không? Gần như là chưa có gì thôi. Thật sự okay, dạ. Anh em có trải nghiệm con này chê chỗ nào thì chia sẻ với anh em mình nha. Chứ thật ra là mình cũng chưa biết là mình phải chê nó chỗ nào nữa. Ok, để chút xíu em sẽ kiếm. Ok. Kiếm chỗ em chê. Ok. Ok ha. Ok. Rồi, okay. Bây giờ mình sẽ khi mà mình con này mình đang nói này, giờ mình chuyển qua con Superdog 1290. Con này là con bản R Evo, là một trong những con xe Việt Nam hình như là chỉ có 2 đến 3 xe này. Đó. Mà thật sự cái dòng KTM thì rất là hiếm ở thị trường. Đó. Anh thì anh Bảo cũng đã trải nghiệm con xe này chưa? Anh có nghe nói và anh cũng thấy con này là mấy con mà được đánh giá rất là cao ở cộng đồng quốc tế luôn, chứ không phải là ở Việt Nam. Anh có tìm hiểu con anh xe có tìm hiểu con này rồi. Tại vì những cái con mà tại vì lúc mà anh chán sport á là anh có nghiên cứu thì thật ra là anh thấy con này là một trong những cái con mà nó khá là toàn diện về nhiều mặt. Đó, nhưng mà rất tiếc với anh em là anh là fan của Ducati đó. Ủa anh thì nói chung là hôm nay gì cũng may mắn mọi người thì đi mời được anh Bảo là cũng một người rất là mê xe và kể cả có tìm hiểu về những cái dòng xe, và hôm nay con này cũng là một trong những con xe rất là hiếm nhưng mà anh Bảo cũng lại biết về con xe này. Và theo anh á thì anh có một cái gì ấn tượng về cái con KTM Superdog 1290 này không? Thật ra thì trước khi mà con Street Fighter ra thì con này gần như là con nét mạnh nhất. Nó gần như là nó không có đối thủ về. Nó là 180 mã lực. Đúng rồi. Nó gần như là không có đối thủ về. Và về... cái cân nặng của con xe nó chỉ có 189kg thôi. Rồi. Anh. Đúng rồi. Rất là đã luôn. Và con này á lên được cái bô là Akamovic full system, em nghe nói là khoảng 120 mấy triệu á thì nó sẽ tăng được khoảng 5-6 mã gì á thì coi như là khoảng 185-186. Rất là mạnh cũng nha. Cũng ngon đó. Mà Duy chạy con này thường xuyên không? Em là chạy con này rất là nhiều luôn mọi người. Duy là thật sự nói về cái trải nghiệm mà con Superdog 1290 đời 2022 cái form mới mọi người là Duy chạy rất là nhiều và đi tour rất là nhiều, nên là cái cảm giác của Duy và những cái trải nghiệm của Duy về con xe rất là nhiều mọi người, và cũng có nhiều cái để muốn nói đến cho mọi người nghe thì chút xíu mình sẽ nói tiếp ha. Okay. Của anh ngoài cái việc con xe này anh còn cái chỗ nào ấn tượng hay là có những cái gì mà anh thích về nó hơn không? Đấy, thật nói mà công bằng mà nói á, thì đây là mới con nó thiết kế khá là hài hòa, nó khá là đối xứng và nó cũng có cái sự hầm hố riêng của nó có cái vẻ đẹp phong cách riêng của nó. Nhưng mà anh chỉ bị một cái là giống như là sở thích cá nhân thôi. Thì anh cũng không có thích cái màu cam. Mà nếu như mà không có màu cam thì không có KTM. Đúng rồi. Đó, nó là chỗ đó thôi. Chứ thật sự là đối với anh và anh có nghiên cứu qua thì cái dòng này gần như là được đánh giá rất là cao trên các cộng đồng về xe dạng nhất là về những cái bên mà họ nghiên cứu độ xe nhiều á thì họ cũng rất thích con này. Mà Việt Nam này cũng khá là hiếm nha. Hiếm. gần như là anh chỉ thấy là Duy có thôi. Dạ em thì em kiểu em mê thích đủ thứ nhưng mà cũng tự nhiên con này nó đập vào mắt em và em có duyên đến với nó, và khi đến với nó và em được trải nghiệm nó và em cảm thấy em thích nó hơn. Ok, quá đã. Nói chung luôn. Là Duy thích chỗ này, thích điểm nào của nó nhất? Nếu mà nói về cái con Superdog 1290 này á thì em thích về cái cảm giác lái của nó.
Tại vì em là có thể nói là một biker gần như là chuyên nghiệp. Một biker chuyên nghiệp á. Em đã chạy được rất là nhiều dòng xe, và kể cả em đã chạy trong truck, và em cũng đã trải nghiệm ở những con xe tốc độ cao. Và cái cường độ cao. Đúng rồi. Và khi mà em chạy được ở cường độ cao, và cái con xe này á, nó đáp ứng cho em được những cái điều kiện đó. Thứ nhất á, là cái bứt tốc của con xe nó quá là mạnh đi. Nó là 1.424.000 vòng Newton ta. 14.000 Newton vòng trên phút vậy mọi người. Sai anh em không cảm nha. Không sao cả. Là cái đó là cái tọt á, là mình nói về cái tọt nó quá mạnh, nó quá đã luôn. Là nó khi mà em lên xe nha. Con xe này á, khi mà em chạy á, ở cái tour là cái tour mà nó ấn tượng cho em là em đi cái tour ở Bình Định, ở Phú Yên. Em cứ nghĩ là thôi mình chạy vui thôi, chạy với mọi người, mình lấy con nách mình đi vui thôi, không cần chạy nhanh. Nhưng mà nó quá lành bất hả? Ngờ. Nó quá bất ngờ với em. Khi mà em cầm cái con xe này thì em chạy với anh em, và em cởi nó, em chạy nó, trời ơi, cái cảm giác lái của em, cái người của em á, nó trời ơi, sao con xe này em chạy xuống như người ta. Nó rất là mạnh, rất là mượt. Đúng rồi. Và thêm một cái nữa là nó đầy. Cái ga nó luôn, nó đáp ứng cho em là không bao giờ có ga trễ đúng không? Đúng rồi, không có trễ. Mà nó nằm ở khi mà em chạy, tuy là nách, em vẫn cầm được 200, 220, em chạy rất là bình thường đó. Nách mà 220 đều là quá ngon luôn á. Thật sự luôn mọi người, vì khúc đó là vì quá ấn tượng về con xe. Vì mình nói về bo cua, là con xe này Duy đi tour đó là có những cái đường đèo là Duy bo cua nè, và thì khi mà mình xuống cua nó rất là nhẹ nhàng, và bo bên đâu là cả gói bên đó, mà nó nhẹ nhàng, nó cho mình cái cảm giác là an toàn chứ không phải là cố để mình cả gói. Đó là cảm giác khi mà xuống á là nhẹ nhàng, rất là an toàn. Đó là cái cảm giác mà em thích nhất. Không, mà cái cảm giác lái là quan trọng. Cảm giác lái. Em thật sự mình cũng chơi rất là nhiều dòng rồi. Ngoài cái đẹp ra thì em đang tìm đến là cái cảm giác lái. Cho mình cảm giác lái nó kiểu là nó mút nhất, nó thăng hoa nhất. Đúng rồi. Thì cái con xe này nó mang cho em được cái điều đó. Ví dụ mà đẹp là mình chơi bằng mắt, đúng không? Đúng. Còn cảm giác lái là mình chơi bằng tâm hồn. Thật sự đó. Là khi mà em chạy và kể cả khi mà em cũng rất là thích bốc đầu. Wheelie đúng không? Thì đang chạy với anh em, tuy là ở tốc độ khoảng 100, 120 gì đó. Em vẫn búng con là em vẫn lên được. Rất là nhẹ nhàng luôn. Nắc mà bốc đầu thì nó cũng hơi bất ngờ ha. Nó nhẹ nhàng, nó cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và khi mà em cầm ở trên không á, là em điều khiển được nó. Cái bấm ga, cái ga của nó mang cho em cảm giác là nó mượt mà và đầy. Nếu mà trong cái trường hợp mà em bốc lên mà nó chuẩn bị rớt xuống á, là em chỉ cần nhích thêm miếng ga thôi là nó sẽ lên lại. Vì con xe nó cứ tọt rất là mạnh. Nó không có ga trễ. Không ga trễ. Là cái điều đó nó ấn tượng với Duy một đúng người rồi, đúng rất rồi. Là đã luôn. Mình đang chạy khoảng 150 đi, thì mình muốn lên 200 mình chỉ có dặn cái bịch, dặn nhẹ cái là 200 liền, và nó đến rất là nhanh. Nó không có một cái chỗ gì gọi là trễ cho em hết. Cái cảm giác đó là... Mà cái quan trọng là cái 200 lên là nó đầm á, nó mới là cái quan trọng. Còn nó... nhiều chiếc nó 200 nó trong kinh trình nó khó chịu lắm. Đúng rồi, nó về nó độ đầm thì nó cũng là cũng ok. Mà chiếc này anh thấy cũng nhiều đồ ghê chứ ha. Con này hả? Con này thì được anh chủ ảnh lên đồ chơi, nhưng mà em cũng đã tháo bớt rồi. Tháo bớt luôn rồi hả? Tháo bớt rồi đó, con này thì đồ chơi đâu đó khoảng 300 triệu. 300 triệu. Thấy bộ cổ bô full system nó hết nhiêu rồi. Mỗi combo, cái bô này á, thì nó là 120 mấy triệu, và hình như nó là chỉ là một cặp duy nhất ở Việt Nam. Con xe này anh chủ mua và lên đồ chơi thì nghe nói anh chủ này là người Hàn Quốc mọi người. Thì tiền xe, tiền độ, tiền giấy tờ ra luôn là đâu đó khoảng tỷ ba nha. Thì hôm nay thì em chỉ có để với cái giá rất là tình cảm cho anh em chỉ phân nửa giá thôi. Hơn chỉ bằng 6x thôi là lụm bé này về. Quá đỉnh luôn. Anh em giờ lụm con này là tiết kiệm được nửa tiền. Là chơi thoải mái là không thấy lỗ luôn. Không thấy đường nào lỗ luôn. Rồi ok. Rồi ok anh Bảo. Okay. Thì
Duy cũng đã nói chung là cái trải nghiệm của anh Bảo về cái con Street Fighter và cái trải nghiệm của Duy nói về con Super Duke 1290. Thì Duy cũng cảm ơn anh Bảo rất là nhiều đã đến đây và nói những cái trải nghiệm cho Duy và cho Duy mượn cái con Street Fighter V4S này nữa. Thật sự một con xe đắt tiền và con xe tâm huyết mà mượn cũng đâu phải dễ đâu mọi người. Và mời ảnh lại quay cái clip nữa, thật sự ảnh trao cho mình rất là nhiều cái trải nghiệm của con xe về về những cái ưu điểm của nó, thật sự là nó quá là giá trị luôn. Em cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ cái anh em à, anh mình cũng chơi với Duy cũng được cũng 5-6 năm rồi. Dạ. Mua cũng nhiều xe bên này, nói chung là uy tín. Nói chung là chưa bao giờ có phốt gì hết. Đó, nên là anh em mà có cần xe giá tốt thì cứ liên hệ với Nino à. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Thì nói chung là anh Bảo cũng là một khách hàng rất là thân thuộc với Duy. Nói chung em cũng biết ơn anh, biết ơn tất cả những khách hàng đã tin tưởng Nino Moto. Nhờ những anh Bảo, nhờ những khách hàng thì có Nino ngày hôm nay mọi người. Chứ nếu mà không có khách hàng tin tưởng và ủng hộ Duy á thì chắc có lẽ là không có Nino ngày hôm nay đâu. Ai cũng vậy mà, Duy cũng sống nhờ khách hàng mà. Dạ. Nói chung là mình sống, mình bán đồ đàng hoàng, uy tín, rồi có trách nhiệm thì anh em đâu quay lưng làm gì. Dạ. Anh em biết rồi, xe cũ nhiều khi nó này kia nọ nhiều lắm, chứ không phải là nhiều khi mình mua thấy cái xe nó rẻ là nó thật sự nó rẻ đâu. Ai cũng gì cũng có giá của nó mà. Dạ. Mà thật sự là mình mua nhiều xe của Duy rồi mà chưa bao giờ thấy có chiếc nào có vấn đề hết. Mà mình tin là nếu mà có vấn đề thì Duy sẽ giải quyết cho mình rất là rất rẻ, nhanh gọn. Ê, không có lý do gì mà một biker nổi tiếng, một người mê xe mà lại đi để khách hàng của mình trải nghiệm cái xe mà họ không ưng ý được. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Thì Duy cũng thật sự là hôm nay mình làm cái clip này cũng nó cũng là rất là xúc động mọi người. Ngoài cái con xe mà mình thích, hai nữa là những cái chia sẻ của anh Bảo và cũng chạm cho đến Duy là vì cái là một khách hàng thân thuộc của mình, cũng là một người anh của mình. Những chia sẻ của anh và thật sự là em quá là xúc động. Không, cảm ơn anh đang làm á, anh đang làm á, cái em gọi cái là anh đem anh chạy ra luôn á. Dạ, dạ anh. Cảm ơn anh. Ok Duy. Dạ, rồi ok mọi người. Thì anh Bảo để bây giờ để em cho em xin phép để em nói chút xíu về hai con xe. Ok ok à, ok. Rồi. Rồi, bye bye mọi người nha. Dạ, bye bye anh Bảo. Rồi ok mọi người, thì nãy mời được anh Bảo là một trong những khách hàng cũng thân thuộc của Duy, đã gắn bó Duy cũng rất là nhiều và cũng cảm ơn anh và những cái chia sẻ của anh. Và Duy cũng biết ơn anh và biết ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ cho Duy để cho Duy có ngày hôm nay. Ngoài cái việc mà Duy bán xe thì có những lúc mà Duy có việc mà cảm thấy nó chưa có tốt lắm á, thì Duy sẽ cố gắng sẽ hoàn thiện cái bản thân hơn để cố gắng để phục vụ cho mọi người được hài lòng hơn. Thì nếu mà có trong cái trường hợp mà Duy có sai sót gì á thì cũng xin lỗi tất cả anh em, mong anh em bỏ qua nha. Duy sẽ cố gắng và đúc kết lại những cái kinh nghiệm để cho mình tốt hơn, hoàn thiện hơn. Dạ, yeah, ok. Thì bây giờ bắt đầu mà Duy sẽ nói thêm về hai cái con xe Street Fighter V4S và cái con KTM Super Duke 1290. Ngoài cái giá con xe này, con Super Duke 1290 thì nó đâu đó là bản Evo thì là 895 triệu, hơn cái con này, hơn con Street Fighter V4S là con này là ga giấy luôn là 809, coi như là gần 100 triệu. Nhưng mà thực chất á thì có thể nói đây là hai con xe mà mình có thể là so sánh với nhau. Đó, đúng không mọi người? Thật sự là nói về cái giá thì KTM nó nhỉnh hơn, nhưng mà về cái mọi người yêu thích hơn á thì như thấy mọi người yêu thích Street Fighter V4S hơn rất là nhiều. Thì hai con xe này, hai cái option nó cũng là cao cấp hết mọi người. Con Street Fighter thì là Olin trước sau, hay Rambo để Rambo thắng Rambo. Còn cái con này thì là thuộc trước sau là WB Abet, mà cũng là một trong những cái hãng phục mà rất là có tiếng, là công ty con của KTM mọi người. Nó là cái WB này là sản xuất cho đua MotoGP nên là nó cũng khá là xịn luôn, nhưng mà tại ở Việt Nam mình ít ai xài. Thật sự là chỉ thấy hình như là gắn chỉ cho KTM thôi mọi người ha. Đó, thì hai con xe này
nó hồi nãy cũng có tìm hiểu với anh Bảo và với Duy về hai con xe này, thì nó về cái ưu điểm đó. Hôm nay mình Duy sẽ nói thêm những cái khuyết điểm của hai con xe này ha. Thì thật sự cái con Jeep Fighter V4S này Duy cũng rất là thích. Ngoài cái kiểu dáng của con xe, hai là cái máy động cơ V4 và 208 mã lực đó, thì cái con xe này Duy chê ở chỗ là cái ga của nó. Thật sự nó Duy cảm giác nha mọi người, cảm giác cái này là theo cái cảm giác của Duy chạy con xe này, cảm giác nó hơi nặng nề mọi người, nó hơi nặng nề hơn so với cái con 1290 đó. Mình chạy nó không có cảm giác, nó nhẹ nhàng hơn. Tuy là con xe này là 178 kg, 174 gì không nhớ rõ nha. Đó, thì cảm giác lái cảm giác nó hơi nặng hơn. Và cái bấm ga của con xe này nó đâu đó cái ga đầu nó bị trễ một chút xíu. Nó thật sự cái điều này đó nó trễ từ con V4S nè, con Panigale V4S nè, cái con Jeep Fighter V4S nè, và những cái con xe mà trước luôn, giống như là con nặng nhất là con Monster 821 mọi người. Đó là cái ga nó bị trễ thì nó làm cho mình mất đi cái cảm giác, cái cảm xúc khi mà mình lên ga, mình xuống ga, nó bị hụt hẫng một chỗ đó. Nó cũng thật sự là nếu mà cái con xe này mà cái ga nó được mà đầy hết luôn, quá là tuyệt vời luôn. Đó là cái điểm đó mà Duy không thích cái con Jeep Fighter V4S mà V4S thôi mọi người. Dòng đu thì nó có cái chỗ đó. Còn cái con 1290 này á thì cái ga nó không có trễ, thì cái cảm giác lái thì Duy nói rồi. À, con này nó mang cho Duy cảm giác lái rất là đã. Con xe này Duy chê ở một điểm là con xe này, cái điểm nào mình chê cho nó khách quan nhất. Thật sự là Duy cũng đang tìm một chỗ mà để mình chê. Thứ nhất á, là con xe này là cái trợ lực này, nó khi mà anh em chạy ở tốc độ cao, nó trợ lực cơ nhưng mà nó không nấm chỉnh thì nó sẽ bị quẩy đuôi cá. Ở khi mà anh em thóc ga mạnh là nó sẽ bị múa lân. Đó là cái điểm chê thứ nhất của Duy. Thứ hai nữa là về cái cảm giác lái, về cái thế ngồi thì cái con xe này thì nó cũng hơi cao nhưng mà chấp nhận được mọi người ha, vẫn ok. Để Duy chê không biết cũng hơi khó ha. Rồi ok thôi, nhưng mà Duy cảm thấy là Duy chưa tìm được cái khuyết điểm thứ hai, thứ ba của con xe. Thứ nhất là nó chạy nó cũng không có nóng lắm mọi người, nó cũng không nóng nha. Rất là ok. Và Duy thấy cái con mà KTM Super Duke 1290 á là nó có là chìa khóa xi mách cây. Còn con Jeep Fighter V4S là chìa khóa cơ. Thì hai cái điểm này thì con xe này nó gọi là ăn đứt con xe này ha. Đó. Ngoài cái điểm đó thì hai con xe thì đều là hai con xe một gấp, đều là những cái dòng Hyper Naked Bike đến bây giờ. Thế thôi. Duy cảm thấy là chắc là mình review tới đây thôi nha mọi người. Cũng không biết nói gì về hai con xe, về cái điểm khuyết điểm của nó. Mình chỉ là thấy cái ưu điểm của con xe, con nào cũng full công nghệ đó, con nào cũng quý ship, down ship, phục điện ok tất cả đó. Thế thôi ha. Thì nếu mà bây giờ anh em mà lựa chọn mua hai con xe này, khi mà anh em có số tiền đó thì anh em mua con xe nào, thì mình sẽ có những cái quan điểm. Thứ nhất, anh em chơi xe về cái đồ đẹp thì anh em sẽ chọn xe này ha. Về nói độ độc thì anh em chọn xe này. Nói về cái cảm giác lái thì hai con xe này, mỗi con xe nó đều có cảm giác lái khác nhau và cái nết người lái khác nhau. Giống như Duy thì Duy lại thích cái con xe Super Duke này hơn so với con Jeep Fighter V4 ha. Đó thì nếu mà anh em nào mà muốn chạy mà nó cảm giác nó mượt mà, nó êm đềm hơn một chút xíu thì mình đi con này, nó sẽ mượt mà êm đềm hơn ở những cái ga mà ga đầu thì mình không nói nha, mình hơn cái ga mình lên khoảng cỡ 50-60 á là mình chạy xe này rất là mượt mà. Con này thì nó hơi cục xúc hơn xíu, nó mạnh hơn xíu mọi người đó, điều đó. Rồi mình tóm gọn thế thôi. Về tiêu hao nguyên liệu thì chắc mình mua tới con xe tới tầm này thì mình
cái tiền nó cũng không bao nhiêu hết nha. Ok mọi người, thì Duy làm cái clip đến đây thôi, thì cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem clip của Duy. Rồi, bye bye.